Kính thưa toàn thể quý vị, buổi sáng ngày hôm nay lễ tuần trung thất của cộng đồng, tức là tuần cuối, tất cả quý đồng đạo xa gần cũng trở về đây sớm hơn và số lượng nhiều hơn, trong đó có bộ phận ban tiếp đãi bánh nước và mọi người cũng chuẩn bị sớm hơn. Và đặc biệt ngày hôm nay thì có bên Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo qua bên đây để mà là cái lễ tuyên dương cho cô Út vào khoảng 1 giờ chiều. Khi nào có chương trình làm lễ tuyên dương, chúng tôi sẽ quay một cái chương trình coi. Mời toàn thể quý vị mà chúng ta coi là chương trình lễ tuần trung thất của cộng đồng nha. Đây là việc làm đúng đắn, đúng theo di ngôn của tổ thầy đã để lại, cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ thì thưa quý vị, một nén. Đây là đoàn của ban trị sự thị trấn Tịnh Biên. Về thực hiện dự lễ tuần thất trung thất của cô đồng. Thành tâm thì có Phật mà đảo lai. Vậy để trở lại chương trình cầu nguyện năm nay, gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, kinh lễ ba ngôi thờ cúng. Phần thứ hai, cầu nguyện cho vong linh người đã khuất một lần ba lượt. Phần thứ ba là trình lễ thất. Mời tất cả quý vị chúng ta bây giờ bên trong để hành lễ nghi thức tôn giáo. Dội sớm hướng về cái gì cũng được, mời xa ba cha hướng về ngôi tam bảo, mời quý vị xa ba cha hướng về chân dung thầy, mời quý vị tỉnh lễ ngay xa và đồng quay về phía trước. Hướng về bàn thông tin, mời quý vị xá ba xá. Lễ nghi thức tôn giáo đã xong. Tiếp theo chúng ta đi vào nội dung chính là lễ cầu nguyện cho vong linh người đã khuất. Nhưng mời quý vị hướng về bàn thờ, chúng ta xá ba xá. Xá xong cung thỉnh đồng nguyện. Đồng chấp môn đưa lên trán thành tâm cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giáng Phật Tổ, Phật Thầy, nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho cô Võ Thị Đồng từ trần thời mọi 40 tuổi, nhờ ơn đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, dạng sanh liền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị và các bạn xá một xá và rất vui. Trong khi chờ đợi, cảm ơn mời thể quý vị đồng đạo chúng ta chấp tay dòng nào niệm Phật để hồi hướng công đức cho các viên người đã khuất. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi đang cúng ông bà và có gì cho biết chị lấy đó mà dạ mượn luôn sao mà có gì cúng một sáng một sáng và là mình xí lại đứng lại để thành công cứu Phật thành tâm lễ lệ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lễ lệ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lễ lệ. Thank you.
thành tâm cảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm cảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa là cư đủ bốn lại bởi pháp điện đồng chúng lên sáng Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục cùng với chúng ta mời quý vị muốn ở chúng ta sáng ba tháng sáng xong cung thỉnh đồng nguyện đồng chắp tay đưa lên trán thành tâm cầu nguyện Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Giáng Phật Tổ Phật Thầy, nay chúng con đồng thành cái cầu nguyện cho cô Võ Thị Đồng 80 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ dâm linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời quý vị lại luôn bốn lại thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Là là. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa đủ bốn lại mời quý vị đồng chúng lên sáng ba sáng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Chúng Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời tất cả quý vị chúng ta quay vòng trong những trình lễ pháp hướng về ngôi vị chủ quyền. Mời quý vị sáng ba sáng. Hướng về ngôi tam bảo. Mời quý vị sáng ba sáng. Hướng về tâm dung thầy. Mời quý vị tỉnh lễ hai sáng vâng. Và đồng quay về phía trước. Hướng về bàn thông thiên, mời quý vị xá ba xá. Hướng về bàn Phật, mời quý vị xá ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa quý vị đồng đạo kính mến, buổi lễ cầu nguyện đến đây đã kết thúc. Mời quý vị giải y và tự do. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Một hai ba bốn, một hai bốn năm sáu, một hai. Trải cho nó gọn gọn được rồi. Này là chỉ vậy rồi cho có sẵn chứ chưa cho ăn chất lượng nữa. Một hai ba bốn một. Cái gì nè, cái gì anh Hiệp? Cái đó cái gì, cái đó cái gì? Dạ hả, rồi chị vô khu này chị thấy khách đây nè. Ừ. Bây giờ chè bánh để đâu? Chị Sang ơi, chị Sá đem chè bánh xuống kìa để đâu? Chè với bánh. Kìa, cái xóm này. Chè thẳng đây. Là bánh xèo. Chuyện này là có đòn bánh xèo qua để đẩy luôn. Một bao được rồi. Vậy có một bao một chắc ừ. Cái bao nằm chị bóc á. Cái kia trước. Nè, đồng anh xèo về đãi luôn. Kính thưa toàn thể tất cả quý vị đồng đạo, hôm nay là lễ từng chung thất cho cô Võ Thị Đồng. Tất cả các đồng đạo xa gần hầu như là về đây sớm hơn trong thời gian quy định để đầy đủ chương trình tiếp đãi cho bà con đồng đạo ở xa cũng như gần trở về đây. Đội ngũ bánh xèo ở kinh 13 thuộc về xã Đào Hậu Cảnh cũng trực thuộc để mà thực hiện chương trình đãi, trong đó có Âu Long Dĩ, cái kinh 7 và Thành Mỹ Tây
tất cả các cái xã lân cận thuộc địa phạm vi của đồng đạo trong tôn giáo, và có những ban trị sự ở xa cũng trở về đây sớm để mà chương trình cúng giếng. Đây là đội ngũ bánh xèo, một sư huynh như là nấu 5-6 cái ha, 3-6-10 cái, người nấu 10 cái. Đấy 10 chảo thấy còn rảnh ha. Chứ lên chừng 15 cái 20 cái chảo lên thấy hết rảnh rồi, 10 chảo thấy còn rảnh. Đi chi chi nha, đổ từ từ đi. Mình vừa đổ vừa niệm Phật lâm râm rồi cũng được. Đây là khâu nước. Chúng tôi đang tất cả mọi người đều về đây bãi. Cái này là chè hả gì á? Bánh bò đó mà đi thì nấu cái ly đó. Cái đó là gì đó? Này, này. Này là gì cho Năm? Ở trên chị Sáu đem xuống nè. Là chè đậu trái. Ừ.